Vicinet của ba tuyên giáo có phải là vẽ dự án để tiêu tiền ngân sách hay không? Ngày hôm qua, ngày 11 tháng 6 năm 2019, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin ra mắt mạng xã hội Maze in Việt Nam được gọi là VCNet. Một số người gọi là Việt Cộng Net đúng theo cái cách mà nó ra đời và mục tiêu hoạt động của mạng xã hội này. VCNet là sản phẩm của ba tuyên giáo trung ương phối hợp cùng với tập đoàn Viettel nhằm mục đích định hướng dư luận xã hội trong công tác tuyên giáo. Tuy nhiên có vẻ như nhân dân Việt Nam không quan tâm lắm với cái mạng xã hội mới này. Có một số người tò mò đăng ký và đăng nhập thử rồi lỗi tùm lum lại đi ra. Có một số người làm kinh doanh online, họ cũng hưởng ứng để thêm kết nối làm ăn, nhưng họ lại sợ nhà nước quản lý quá đà, theo dõi họ quá sát sao, làm ăn được là lại đòi thu thuế, rồi đòi chứng từ xuất xứ hàng hóa, vân vân Thì họ cũng chẳng đáp ứng được, còn rất nhiều ý kiến trái chiều và hầu như là e ngại, chứ không hưởng ứng như cái cách mà truyền thông trong nước tùng hồ. Cũng giống như người anh em hàng xóm, không biết có phải dùng chung mã nguồn với mạng xã hội Weibo của Trung Quốc hay không. Mạng xã hội của anh hàng xóm đã thay thế hoàn toàn mạng xã hội Facebook từ lâu, nhưng người dân Trung Quốc chỉ được tiếp xúc với thông tin một chiều từ phía chính quyền, chứ không có quyền được lên tiếng thể hiện quan điểm chính trị riêng và lên án đảng chính phủ của Trung Quốc. Và có thể lắm là chương trình chấm điểm công dân được bê nguyên từ phía hàng xóm mang về ứng dụng tại quê nhà cũng nên. Cái cách mà đơn vị quản lý nhà nước làm chẳng giống ai như thế này thì xác định luôn là thất bại chứ không bao giờ có thành công. Họ luôn đi ngược với xu thế, thử hỏi từ trước tới nay, chẳng có sự dối trá nào thắng được sự thật. Đó là lẽ đương nhiên và không thể bàn cãi. Từ trước tới nay, hàng mấy chục năm trời, từ nền giáo dục, kinh tế, văn hóa, vân vân, Đảng và nhà nước ta luôn chọn cách nói dối để hành động, rồi nhìn lại xem nó tụt hậu so với thế giới như thế nào. Trong khi người dân đã bị lừa nhiều rồi, sẽ không còn tin vào cái chế độ thiên đường này nữa. Chắc hẳn rằng, chẳng lừa dân được nữa đâu và rồi át hẳn sẽ có một ngày nó tự sụp đổ hoặc phải tự thay đổi, vấn đề chỉ còn thời gian mà thôi. Trong khi đó, làm ra được mạng xã hội như thế này cũng ngốn không ít tiền thuế của nhân dân. Và không chỉ là lần này mà trước đó nhiều năm, nhà nước cũng đã đổ rất nhiều tiền của để xây dựng và nghiên cứu những cách ngăn chặn người dân tiếp xúc với sự thật, nhưng rồi thành công cốc. Thử hỏi với số tiền đó, đem ra xây dựng được biết bao nhiêu con đường, bệnh viện, trường học góp phần làm cho cuộc sống của người dân tốt lên. Theo quan điểm của nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết, mạng này không dành cho người Việt ở hải ngoại, chỉ dành riêng cho người trong nước vì chỉ có số điện thoại ở Việt Nam mới đăng ký được. Ông Khanh viết, nghe nói lệnh ngầm là tất cả các cơ quan phải sắp xếp ít nhất một người tham gia mạng này và đặc biệt là lực lượng hồng chuyên AK đóng ở quân khu 7 phải trực chiến. Liệu lực lượng 47 của các dư luận viên sẽ bỏ BT Book rút qua mạng xã hội VCNet của Ban tuyên giáo Trung ương? Nếu như vậy thì rất tốt vì người dân sẽ không phải tốn quá nhiều tiền để nuôi lực lượng hại dân này. Ngoài ra, nếu lượng 47 và dư luận viên rút hết qua mạng Magazine Việt Nam, các Facebooker sẽ bớt bị làm phiền vì tài khoản của họ sẽ bớt bị báo cáo, bài vở của họ bớt bị Facebook gỡ bỏ vô lý. Nhưng cũng có ý kiến khác về mạng xã hội này. RFA đặt câu hỏi, mạng xã hội Vcnet thêm nỗ lực kiểm soát từ chính quyền. Tiến sĩ Nguyễn Quang A bình luận, tôi nghĩ mục tiêu của họ đúng là như thế đấy. Họ muốn gần dân để tuyên truyền cho dân qua những đường lối của họ. Mục đích của họ rất rõ ràng, họ muốn gần dân để thu phục dân, để truyền bá cho nhân dân những điều họ muốn nói. Điều đó chứng tỏ đường lối tuyên truyền của họ từ trước đến nay không còn hiệu quả cho lắm. Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long được báo chí dẫn lời nói rằng VCNet trước hết sẽ là hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo, giúp quản lý, điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành tuyên giáo toàn quốc, chuyển từ giấy in sang điện tử, tin học hóa hầu hết các công việc hàng ngày. Mặt khác, vị phó ban cho biết, VCNET cũng là mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước và phản bác thông tin sai trái. Mặt khác, Ban tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị truyền thông, cơ quan báo chí, đơn vị, đảng viên và người dân cùng tham gia sử dụng VCNET. Theo tin tức trên Việt Nam Net và Báo Lao động, đảng viên trước hết là cán bộ tuyên giáo trên toàn quốc sẽ là hạt nhân, là những tấm gương đi đầu vẫn theo các bản tin. Nhiều người sử dụng Facebook nhanh chóng đưa ra những bình luận châm biếm diễn biến này, thậm chí gọi đó là việc làm tốn tiền vô ích. Facebooker Nguyễn Tuấn Anh, người đầu đặn đăng bài bình luận về chính trị xã hội nhận xét rằng giao diện của Vcnet nhái hệt như Facebook, chỉ đổi màu xanh thành màu đỏ, không có gì mới lạ. Ông Tuấn Anh với nhiều bài đăng trên Facebook nhận được số lượng lớn các phản ứng yêu thích, cho rằng mạng xã hội mới của ban tuyên giáo không có gì sáng tạo, chỉ là ăn theo sự thành công của người khác, và vì vậy sẽ không bao giờ mang lại thành quả. Trong quan điểm của ông, các cán bộ ban tuyên giáo trưởng thành từ phong trào đoàn nên các sản phẩm của ban cũng hời hợt phong trào. Với nền tảng như vậy, việc ban tuyên giáo xây dựng VCNet không khác gì lại đổ đi cả một đống tiền, ông Tuấn Anh viết. Nhà hoạt động Lê Văn Dũng, người thường bình luận về các vấn đề ở Việt Nam qua chức năng livestream của Facebook, nói với VOA rằng người dân sẽ không tham gia mạng xã hội của ban tuyên giáo do lo ngại rằng thông tin của họ bị nhà nước thu thập. Chắc chắn là không ai dùng, đặc biệt là khi người dùng mạng xã hội họ biết của nhà nước, chẳng ai thèm dùng cái đấy cả. Họ thừa biết cái âm mưu của chính quyền là muốn theo dõi họ, cho nên họ sẽ không dùng, tôi nghĩ là không thành công. Mạng Vincinet ra đời sau 9 tháng kể từ khi ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ở thời điểm đầu tháng 9 năm 2018, đề xuất với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc phát triển mạng xã hội Việt ngay tại thời điểm đó nhiều chuyên gia công nghệ thông tin đã bình luận rằng tham vọng xây dựng mạng xã hội riêng của việt nam là phi thực tế và một mạng như vậy chỉ dành cho người việt dùng trong biên giới chẳng có nghĩa lý gì trong một cuộc phỏng vấn về đề xuất của ông nguyễn bánh hùng blogger hiệu minh một chuyên gia công nghệ thông tin nổi tiếng hiện sống ở việt nam nói với voa rằng mạng mà việt nam định xây dựng riêng cho người việt là một thảm họa và theo blogger này những tư tưởng đóng cửa biên giới như lưỡi che làng là không nên Ý tưởng xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam với sự chống lưng của nhà nước từng được thực hiện trước đây, song kết quả đến nay không được khả quan. Tháng 5 năm 2010, trang mạng goonline.vn được gọi là mạng xã hội giáo dục, giao tiếp, giải trí đầu tiên của người Việt và do người Việt làm chủ đã chính thức ra mắt. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông khi đó, ông Lê Doãn Hợp, tuyên bố với báo chí trong nước rằng ông tin go.vn sẽ là mạng xã hội số 1 Việt Nam. Nhưng sau 9 năm, hầu như không còn ai nhóc đến trang mạng này Trước đó vào cuối năm 2018, khi Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra đề xuất cần có bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để đối phó với những thông tin xấu, độc, xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước, đả kích chế độ, gây chia rẽ, thù hằn dân tộc, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức. Trong dự thảo bộ quy tắc ứng xử được đưa ra lần này có đề xuất công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội bằng cách sử dụng họ tên, hình ảnh thật của cá nhân và công khai cơ quan đang công tác, đồng thời phải thực hiện ứng xử trên mạng xã hội về vấn đề chính sách của Đảng, nhà nước phù hợp với vai trò, nguyên tắc, quyền hạn cá nhân và của cơ quan chủ quản. Bên cạnh đó không được ứng xử thuận chiều với những thông tin xấu độc, tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội, không được ứng xử trên mạng xã hội trái với các chuẩn mực về đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời không được cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến cá nhân, tổ chức mà do vị trí công tác của mình có được khi chưa được ủy quyền bởi cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo bộ quy tắc ứng xử lần này làm giấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội và như thường lệ có lẽ nó được âm thầm vận hành để quản lý công chức viên chức trước tiên. Có bao nhiêu người sẽ tham gia VCNet để bày tỏ, chia sẻ ý kiến cùng ban tuyên giáo, phản bác các luận điệu sai trái trên mạng. Có lẽ cần phải có thời gian để trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên trước mắt, những công chức làm việc trong lĩnh vực tuyên giáo sẽ là người bị quản lý đầu tiên. Trong một diễn biến khác, bên cạnh mạng xã hội của ban tuyên giáo nói trên, còn có mạng xã hội khác nổ to hơn, Mạng xã hội Việt Nam muốn đạt 2 tỷ thành viên và niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Theo ICT News, đó là mạng Haha Lolo, một mạng xã hội mới thành lập của Việt Nam với tham vọng có được 2 tỷ người dùng trong 5 năm tới, đồng thời sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Sáng 10 tháng 6, công ty cổ phần mạng xã hội du lịch Haha Lolo đã tổ chức họp báo ra mắt mạng xã hội du lịch Haha Lolo. Nhưng theo thông tin trong bài, các chức năng của mạng xã hội này không có gì mới. Haha -ha Lolo có các chức năng cơ bản cho phép người dùng kết bạn, giao lưu và trò chuyện trực tuyến. Người dùng Haha -ha Lolo có thể tương tác với nhau thông qua những tính năng đăng bài, bình luận, chia sẻ, bộc lộ cảm xúc. Báo lao động đặt câu hỏi, mạng xã hội Việt HaHaLolo Lolo sẽ đè chết Facebook, đánh bại Twitter để trả lời câu hỏi này, bài viết có đưa ra số liệu mang tính chất thống trị của Facebook ở Việt Nam. Số người dùng thường xuyên mạng xã hội Facebook là 60 triệu người trong một tháng, với thời gian trung bình là 3,55 giờ trong một ngày, thống kê năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cũng trong năm 2018, quảng cáo chi tiêu cho Facebook tại Việt Nam chiếm đến 235 triệu đô la Mỹ. Hai mạng xã hội Maze in Việt Nam nói trên đều có điểm chung là để đạt được mục tiêu cơ bản của mình, họ bắt buộc phải đánh bại sự hiện diện của Facebook ở Việt Nam, cho thấy thêm một nỗ lực của các lực lượng truyền thông lẻ đảng Việt Nam trong chuyện học tập và làm theo bạn vàng. Tuy nhiên, Trung Quốc có tiềm lực kinh tế và hạ tầng rất mạnh nên đã xây dựng được rất nhiều mạng xã hội thay thế được Facebook ở nước này. Việt Nam không phải muốn là bắt chước được